Xin chào các em học sinh thân mến. Cô xin tự giới thiệu, cô là cô giáo Lê Thị Thu. Hiện nay cô đang giảng dạy tại một trường phổ thông ở Hà Nội. Và cô là giáo viên giảng dạy chính môn lịch sử trên kênh tuyển sinh 247. Năm nay đã là năm thứ tư, cô giáo rất là vinh dự và vinh hạnh được đồng hành cùng với các em chinh phục những đỉnh cao của tri thức, đặc biệt là những thử thách đối với môn lịch sử trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Và hôm nay cô cùng với các cộng sự của mình trên kênh tuyển sinh 247 xin giới thiệu với các em một khóa học dành cho các em học sinh ôn thi Trung học phổ thông quốc gia môn lịch sử. Đó là khóa học nền tảng đối với môn lịch sử. Thì các em đã biết rằng môn lịch sử là một môn rất là thú vị nhưng cũng lại rất là khó đối với nhiều bạn. Nếu như các bạn đã tìm được một niềm đam mê, một điểm yêu thích đối với lịch sử thế giới cũng như lịch sử dân tộc thì các bạn hãy đến với khóa học nền tảng môn lịch sử. Chúng ta cũng sẽ được cung cấp những kiến thức vô cùng quý giá và căn bản nhất để các em sẽ chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Như vậy, cô giáo rất mong muốn sẽ được gặp lại các em trong khóa học nền tảng này và hãy đến với các thầy cô ở tuyển sinh 247. Các em sẽ được hỗ trợ tối đa trong việc học tập và đặc biệt là nêu cao vai trò tự học. Khi chúng ta cũng chỉ hàng ngày được gặp nhau trên những cái trang web, trên những giao diện của kênh tuyển sinh 247. Nhưng cô tin rằng với sự nỗ lực của các em, sự nhiệt tâm của các thầy các cô, các em sẽ đạt được điểm cao nhất trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia đúng như mong muốn của các em. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong khóa học nền tảng môn lịch sử. Thầy sẽ bám sát và phân phối chương trình để ra những bài kiểm tra, những bài ôn tập theo đúng giai đoạn. Giữa học kỳ 1, hết học kỳ 1, giữa học kỳ 2, hết học kỳ 2. Xin chào tất cả bạn, các bạn học sinh lớp 12. Nếu các bạn đã lựa chọn cái khóa học này thì các bạn phải lưu ý một điều. Đó là khóa học này sẽ định hướng cho các bạn vào mức độ điểm thi kỳ thi Trung học thông quốc gia năm nay là đạt đến mức độ tầm 7 điểm và 8 điểm. Các bạn nhớ nhé, khóa học này người ta gọi là khóa học nền tảng. Do đó các kiến thức ở trong chương này chủ yếu thầy đề cập các bạn ở mức độ dễ, mức độ cơ bản để các bạn tất cả đều nắm chắc được kiến thức cơ bản. Các bạn có thể hoàn thành được bài kiểm tra trên lớp, bài thi học kỳ, những bài công kỳ thi ở mức độ của sở là các bạn có thể đề cập được, có thể làm được. Và trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, các bạn có thể lựa chọn môn hóa làm môn để mình xét tốt nghiệp. Hoặc là nếu các bạn thi ở mức độ để xét tuyển đại học thì khóa học này cũng sẽ giúp cho các bạn đạt đến mục tiêu là đạt đến điểm 7. Và cao nhất ở đây chúng ta có thể vươn tới đến điểm 8 nếu các bạn làm chắc toàn bộ kiến thức. Bởi vì như lúc đầu thầy còn nói, ở khóa học này thầy đưa các bạn kiến thức ở mức độ cơ bản. Những câu hỏi lý thuyết có định hướng các bạn cái cách xử lý đề thi như thế nào. Đối với một đề thi các bạn tưởng tượng chúng ta có 30 câu hỏi. Thì trong đó chúng ta sẽ có khoảng 18 câu hỏi tính toán ở mức độ vận dụng cao. Vậy khóa học này chúng ta không đề cập đến những câu hỏi mức độ vận dụng cao đến như thế. Vậy các bạn cứ làm hết chắc chắn đúng những câu hỏi đầu tiên đi. Chúng ta chỉ sai một vài câu thôi. Và những câu cuối nếu chúng ta có xử lý, chúng ta có đánh bừa đi chăng nữa thì các bạn cũng có thể đúng được một vài câu. Do đó nếu chúng ta chỉ cần mức độ đạt điểm 7-8 thì thầy nghĩ khóa học này rất phù hợp với các bạn, để các bạn có thể gọi là nhẹ nhàng nhất trong tâm lý, có thể xử lý thêm cả các môn khác vào nữa. Qua khóa học này thì sẽ giúp các em có thể tự tin hơn với các cái kiến thức của môn ngữ văn, tự tin hơn khi bước vào phòng thi của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Hello guys, my name is Long and you're watching the English for grade 12. Xin chào tất cả các bạn, thầy là Long và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Anh dành cho lớp 12. Năm học lớp 11 đã kết thúc và thầy cô cũng như là các thành viên trong ban biên tập chương trình của tuyển sinh 247 đã nhận được rất là nhiều những kết quả tích cực từ các bạn học sinh trên mọi miền của đất nước. Và những kết quả đó chính là những lời động viên, những lời khích lệ tuyệt vời nhất dành cho các thầy cô. Năm lớp 12 là một năm quan trọng và việc chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sẽ là một cái điều mà tất cả các bạn học sinh cũng như là các phụ huynh đều rất là quan tâm và lo lắng. Do đó việc sẵn sàng cho bài thi này cũng như là nội dung của tiếng Anh lớp 12 là một điều hết sức cần thiết. Do đó ngay từ trong hè này các bạn hãy tham gia vào chương trình, tham gia vào khóa học tiếng Anh lớp 12 của tuyển sinh 247 để chúng ta cùng bắt đầu sớm và sẵn sàng chuẩn bị kỹ lưỡng cho bài kiểm tra rất quan trọng này nhé. Tuy nhiên, để chinh phục và đạt được cái kết quả như muốn hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chính các bạn. Các bạn là hạt nhân, các bạn chính là trung tâm của cái quá trình học tiếng Anh. Thầy cô, các cái tài liệu cũng như là các cái công cụ khác chỉ là những cái rất là cần thiết để các bạn đạt được cái điều đó hay không.
Còn đạt được kết quả như mong muốn hay không chính là rồi các bạn hãy tận dụng những cái lời khuyên, hãy tận dụng những cái tài liệu, hãy tận dụng những cái sự hỗ trợ mà thầy cô cũng như là ekip trong tuyển sinh 247 tạo ra cho các bạn để các bạn đạt được kết quả như mong muốn. Và thầy tin rằng với cái hỗ trợ như vậy, với sự quyết tâm của các bạn thì các bạn sẽ đạt được kết quả rất là cao trong cái chương trình tiếng Anh lớp 12 này. Và từ đó thì chúng ta có được một cái sự tự tin, chúng ta sẵn sàng cho bài kiểm tra, bài thi trung học phổ thông sắp tới, đúng không nào? Bây giờ thầy sẽ không có nói tạm biệt các bạn, bởi vì chắc chắn thầy tin rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các cái bài giảng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào các em, thầy là Vũ Hải Nam và hôm nay thầy cùng tuyển sinh 247 sẽ giới thiệu đến các em một khóa học mới, một khóa học cực kỳ quan trọng với những bạn học cuối cấp và đang có cái sự chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Đó là khóa học nền tảng địa lý lớp 12. Vậy thì với khóa học này chúng ta sẽ học những nội dung gì? Hôm nay thầy sẽ xin giới thiệu qua đến các em những cái nội dung chính của khóa học nền tảng địa lý lớp 12 và chúng ta sẽ phải chuẩn bị gì để có được cái quá trình học tốt nhất cũng như là nắm được tất cả những cái gì mà thầy muốn truyền đạt đến các em trong cái khóa học này. Khóa học nền tảng địa lý lớp 12 với cái mục tiêu đầu tiên chắc chắn đó là phải nắm vững được kiến thức địa lý lớp 12. Đó là những gì nền tảng nhất, là căn cốt nhất, là cái cơ bản nhất để các em có thể chuẩn bị cho những cái bài kiểm tra trên lớp, rồi cho những cái bài kiểm tra cao hơn, ví dụ như là bài thi môn địa lý trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Thứ hai nữa đó là chúng ta cần phải vừa học kiến thức và vừa rèn luyện kỹ năng. Vậy thì khóa học này bên cạnh việc cung cấp kiến thức, thầy cũng sẽ trang bị cho các em những cái kỹ năng như là kỹ năng sử dụng Atlas đến Việt Nam, khai thác Atlas như thế nào, kỹ năng về làm việc với bảng số liệu và với biểu đồ. Chúng ta sẽ có những cái tính toán, những cái công thức từ việc nắm và từ việc học các bài học, thì đã nắm được các cái công thức trong quá trình học về, đặc biệt là phần địa lý kinh tế xã hội sẽ có rất là nhiều công thức để chúng ta tìm hiểu. Và thứ ba nữa đó là chúng ta vừa học thì phải đi đôi với hành. Làm thế nào để lấy vận dụng cái kiến thức đó làm vào những cái bài tập trắc nghiệm và tự luận? Thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn những cái phương pháp làm bài thật là nhanh gọn, chính xác và nó đúng cái trọng tâm và đúng cái hướng tư duy để mà chúng ta có thể lấy ngay cái kiến thức đó vận dụng vào các bài tập. Và như vậy thì chắc chắn là cái việc nắm kiến thức nó sẽ hiệu quả hơn, và những cái gì là nền tảng, những cái gì là căn cốt nó sẽ đọng lại trong chúng ta lâu hơn. Nội dung của khóa học này thì sẽ bao gồm tổng cộng là 6 chuyên đề với 43 bài giảng. Đó là một lời chúc các em, đó là chúng ta hãy thật là bình tĩnh này, chúng ta hãy thật là cố gắng để mà có thể cùng thầy theo suốt cái khóa học nền tảng đến lớp 12 này. Để các em có được những cái kiến thức căn bản nhất, để các em tiết kiệm được thời gian và công sức nhất, chúng ta có thể ngồi tại nhà, chúng ta có thể học được, chúng ta có thể nghe được lại, thay vì việc ở trên lớp là thầy cô chỉ truyền đạt một lần, thì ở đây các em có thể nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Các em có thể trao đổi những cái kiến thức, những cái thông tin mà mình có mình chưa hiểu đối với thầy, thì rất là hy vọng những cái việc đó sẽ giúp các em đạt được kết quả cao nhất trong môn học địa lý lớp 12, cũng như là chuẩn bị được những hành trang tốt nhất cùng với địa lý 10 và địa lý 11 để chúng ta chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, một trong những kỳ thi rất là quan trọng và quyết định những cái bước ngoặt của cuộc đời chúng ta. Chúc các em ôn tập thật là tốt và học thật là tốt tất cả các môn, không chỉ riêng môn địa lý mà tất cả các môn, để mà chúng ta đạt được kết quả cao nhất và đạt được cái ước mơ của mình. Xin chào các em. Xin chào tất cả các bạn học sinh. Nếu như có một câu hỏi đặt ra cho những bạn đã trải qua 12 năm học, đó là với môn sinh học ở lớp nào thì chúng ta cảm thấy khó nhất, thì đa số câu trả lời nó nhận được đó là sinh học lớp 12. Các bạn chia sẻ rằng sinh học lớp 12 khó bởi vì nó gồm nhiều nội dung lý thuyết khác nhau và có rất nhiều các câu hỏi, các bài tập khó đòi hỏi chúng ta phải vận dụng tư duy và vận dụng kiến thức của cả toán học để giải quyết những câu hỏi đó. Và trong đề thi trung học phổ thông quốc gia thì môn sinh học lớp 12 cũng chiếm phần lớn số điểm trong đề thi. Và chính vì vậy ngày hôm nay thầy sẽ chia sẻ với các em về khóa học mà tuyển sinh 47 dành tặng cho các em, đó là khóa nền tảng sinh học lớp 12. Vậy thì có rất nhiều bạn hỏi thầy rằng là khóa học này sẽ dành cho những ai? Thì khóa học này được xây dựng, thứ nhất được dành cho tất cả những bạn học sinh đam mê sinh học. Chúng ta có đam mê, chúng ta hoàn toàn để theo dõi những bài giảng này để có thêm hiểu biết về sinh học. Thứ hai là hướng đến bạn học sinh lớp 10,
lớp 11, chúng ta có mong muốn thi vào những ngành học mà môn sinh học là một trong những môn học được dùng để lấy số điểm để xét tuyển. Và những bạn học sinh lớp 12 đang học rồi, chúng ta cảm thấy khó trên lớp. Bởi vì với học lớp 12, nếu chúng ta chỉ cần bẵng đi một buổi học thôi, hoặc đơn giản thì hay nói vui các bạn học sinh rằng là nếu chỉ cần rơi cây bút, ngẩng lên là chúng ta đã thấy rằng là mình không hề hiểu thêm một chút nào kiến thức nữa. Bởi vì nó có quá nhiều thuật ngữ mới. Và chính vì vậy, trong khóa nền tảng này thì thầy cô tuyển sinh 47 mong muốn rằng sẽ hỗ trợ các em thật tốt trong việc là học tốt môn sinh học lớp 12.